nay trời lạnh quá. Hôm nay Vĩnh làm cái video này chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm tìm những cái học âm chặn trên này. Qua cái công thức âm gia trưởng đó là khoảng cách quãng này cứ 2 2 1 2 2 2 1 đó, thì mọi người sẽ dựa vào cái công thức đấy để chúng ta tìm cái học âm chặn, và dựa vào các cái học âm mở trên này, ví dụ như mi thứ, ví dụ nha, mi thứ, la thứ, rê thứ, đúng không? Rồi thì học âm gì nhỉ, pha trưởng, ma trưởng, mi trưởng, đó là những cái học âm mà chúng ta bấm ở đây. Thì chúng ta sẽ dựa trên tất cả những cái học âm này, chúng ta cứ thế mà di chuyển đếm lên từng khuông. Đầu tiên là học âm, dựa vào học âm mi thứ à. Thì với học âm chặn, chúng ta sẽ tưởng tượng chúng ta chặn ở đầu cái con ngựa đàn này, được chưa? Thì chúng ta sẽ có học âm gì? Đầu tiên là pha từ mi thứ này, học âm pha thứ à. Học âm tiếp theo, học âm pha thăng thứ, lên nửa khuông mà à. Rồi học âm tiếp theo, học âm son thứ nha mọi người, cứ dựa vào cái không từng ngăn đàn một này, chúng ta tăng lên son thứ này, la thứ giáng, la thứ ở đây này, son thăng thứ chứ không gọi la thứ giáng. Rồi đây là la thứ, la thăng thứ, si thứ, đó chúng ta có phải là tới được ngăn bảy rồi. Mọi người cứ dựa trên đấy nhé, dựa trên công thức đấy thì pha thứ này, từ mi thứ này lên nửa khuông, bởi vì pha cách mi có một ngăn đàn là lửa ô nhịp ha, hay là gì nhỉ, gọi là nửa cung nãy giờ mình nhớ ra đấy này, mi thứ nên nửa cung thành pha thứ, pha cách son một cung, son thứ, son cách la một cung, được chưa? Đó, si cách la một cung, đô thứ, bởi vì đô cách si một cung, và trên này nó sẽ thành rê thứ à. Cho nên khi nhiều người chúng ta sẽ gặp chơi rê thứ, rê thứ ở đây, đây cũng là rê thứ ha. Đó, bấm bảo như là không cần ba rê trên này, chỉ đánh từ rê số 4 xuống. Rồi dựa vào tiếp theo cái học âm pha trưởng, đó pha trưởng à. Thì pha cách một cung nó là so, đây là son gắn trưởng, son cách một cung nữa là la trưởng nha, bỏ ngón giữa ra thì là la thứ này, cho ngón giữa vào thì là trưởng, được chưa? Si trưởng, si dáng này, trong vòng rê thì rất hay sử dụng si dáng trưởng, cho nên mọi người lưu ý cái học âm này đó. Rồi đô trưởng, rê trưởng, đúng không? Là chúng ta dựa vào hai cái rồi nhá, một là mi thứ này, hai là pha trưởng ha. Rồi tiếp theo học âm la thứ thì chúng ta sẽ tưởng tượng đây như thế này nhá, thì la thứ này học âm lên một cung, nửa cung này, một cung này thành học âm si thứ. Thì nếu mà chúng ta chơi chủ âm pha thăng thứ thì nó sẽ có si thứ đó, thấy không? Si thứ lên nửa cung nữa, đô thứ,
thứ nha. Nếu chúng ta chơi son thứ thì nó sẽ có đồ thứ. Thì không biết mọi người có nhìn ra cái mà mình mới chia sẻ không? Nghĩa là nếu mà chúng ta chơi hợp âm đây, số 1 thì số 4 của nó ngay bên dưới luôn. Đó, mi thứ này thì hợp âm số 4 của nó ngay dưới là la thứ. Đó, la thứ rồi nó sẽ có si 7 lên đây. Thì đấy là cái kinh nghiệm nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta bàn tới cái hợp âm chẳng đã, tới hợp âm đô thứ rồi. Đô thứ, đô thăng thứ, rê thứ. Đó, hợp âm rê thứ rất hay tập, rất hay chơi. Rê thứ rồi mi thứ cũng rất hay chơi. Được chưa? Fa thứ, son thứ, son thứ thế la nhưng mà ngăn này nha, ngăn số 10. Và tiếp theo là chúng ta sẽ dựa trên hợp âm la trưởng. À, thế này thì tay mình bấm nó hơi khó, mình ít khi dùng trưởng này lắm. La trưởng này thì sẽ có si giáng trưởng. Đó, tay mình bấm cái hợp âm si này nó không được. Si trưởng, đô trưởng. À, rồi thì rê trưởng, mi trưởng. Mọi người cứ dựa trên cái công thức mà âm giai trưởng, cái khoảng cách quãng của âm giai trưởng đó mình có chia sẻ ở cái video trước rồi. Mọi người nếu mà anh em nào mà chưa biết cái công thức đấy thì chúng ta lật tìm cái video trước của Vinh nha, để chúng ta làm, chúng ta áp dụng nó tập luyện vào đây thì nó dễ dàng hơn. Rồi đấy là dựa trên cái hình la trưởng ở đây và hình rê thứ đây. Thì vẫn cái nguyên tắc này thôi, chúng ta dịch lên. Tay mình bấm thiếu, bấm này, nếu mà như này chúng ta đánh ban này nó cũng là mì. Đó, nhiều cái hợp âm này rất là ít khi mình sử dụng về nó khó bấm quá. Thì đấy là cái cách chúng ta dựa trên những cái hợp âm ở ba khung đầu tiên mà chúng ta biết cách chơi, để chúng ta dịch chuyển lên bằng cách chúng ta đếm khuôn. Thì thường như Vĩnh hay chơi để áp dụng cái hợp âm chặn vào thì cứ vừa chơi đây son na nha, đây là vòng rê ấy, mình có thể chơi na trưởng hoặc là cứ nhảy từ từ thôi, gần nhất xong thì hăng tới xa này. Có những cái hợp âm mà chỉ cần ở mức cơ bản thôi chúng ta cần biết là son thứ, la thứ và rê thứ. Đó, si giáng. Và này, với cả si thứ ở đây là những cái hợp âm chặn mà chúng ta rất thường hay sử dụng. Mọi người cố gắng tập luyện nhé, mi thứ. Mi thứ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều, từ ngày đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Đó, được sum. Thì chúng ta khi mà chơi những hợp âm chặn này ở những cái bài hát, những cái tiết tấu mà có nhịp trôi, nghĩa là cái phách mạnh nó không còn rớt vào cái phách số 1 nữa mà nó rơi vào những cái phách khác, thì chúng ta chơi hợp âm chặn nó sẽ có cái tiếng chát này, nó nổi bật ở cái tiếng chát, còn những cái tiếng kia thì nó lại thành bình thường rồi. Thì đấy là nhịp trôi. Còn
hôm nữa là la bảy. Một là chúng ta có cách bấm này, hai ngón này thôi. À, hai nốt là nốt đô thăng và nốt mi. Thì khi lên đây chúng ta cũng phải chạm nó vào nhá. Này, hào âm này. Một là si bảy như thế này. Đúng không? Hoặc là chúng ta nếu bấm thế tay này thì chúng ta sẽ di nó lên đây. Và chỉ đánh từ cái dây số 4 thôi. Si bảy đô. Yeah, re. Xin người. Để tập luyện những cái hào âm trạng này mọi người cần rất là cố gắng, bởi vì như mình này, là cảm thấy nó đau ở bắp tay này, vô cùng mỏi, đau nhức ở cổ tay và cái ngón tay cái, bởi vì cứ phải đè vào đây ôm chặt nó vào để chúng ta bấm nó dây nó không bị câm, không bị tè gì đấy. Thì chúng ta cứ cần cố gắng, và thời gian đầu thì mọi người cứ nhớ những cái vị trí hở âm đấy, và giả sử như chơi la đây, khi tới son rồi khi về la thì chúng ta sẽ lên đây một cái thôi. Đó, bởi nó gần, chứ chúng ta đang rê ở đây. Về là chúng ta nhảy nó hơi khó. Khi mà chúng ta mới cái việc chuyển hợp âm thôi nó đã khó khăn rồi, chứ nhảy nó xa quá nó khó hơn. Và để tăng cao cái khả năng bấm hợp âm trên này chính xác thì mọi người lại phải tập cái scale ở những cái ngăn trên này. Thì mình đã đưa ra 5 cái thế scale từ đầu tới đuôi của cái cần đàn này rồi. Mọi người cứ tập đi. Thì tại sao mình lại nói là cái việc đi scale nó cho chúng ta cái việc là linh hoạt ngón tay rồi bấm hợp âm chính xác các thứ này. Như thế, giả sử chúng ta chơi ở đây quen rồi, đi scale quen rồi, thì những vị trí này chúng ta sẽ rất dễ là bấm chính xác luôn. Như thế, tất cả những vị trí này khi mọi người tập luyện nó sẽ cho chúng ta cái việc xem ngón cho cái hợp âm này nó dễ dàng. Và việc chúng ta từ đây nó dễ dàng và đơn giản và chính xác hơn, không bị chúng ta lúc đầu thì cứ sợ sai bấm thì cứ tè tẹt rồi lại gây lạc trí nha. Thì video này nãy chia sẻ với mọi người đơn giản ngắn gọn vậy thôi, và mình hy vọng chút kinh nghiệm này có thể làm cho chúng ta thêm một chút hứng thú gì đấy trong việc tập đàn này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.